Chào các bạn. Trong video này chúng ta sẽ cập nhật qua bức tranh này nha. Store chúa ma này bằng màu xám nhé các bạn. Chúng ta sẽ có cái đồ lông này cũng màu xám nhé các bạn. Mình sẽ tô chữ happy này bằng màu cam các bạn. Cái chữ Halloween này chữ này là màu tím nhé các bạn. Chữ viết này thì mình sẽ có bằng màu hồng này. Mình sẽ tô kỳ đã dao chú rơi này bằng màu xám này, còn cắn thêm màu xám đen nữa. Mình sẽ dùng màu sáng cam này mình tô cái màu xanh này. Tôi sẽ bức tranh này rồi, tạm biệt các bạn nhé.